Trong gần 2 năm qua, bức tranh toàn cảnh của thế giới tràn ngập những gam màu u buồn bởi những thiệt hại do COVID-19 gây ra. Thì đâu đó người ta vẫn thấy những tia sáng đầy hy vọng. Đó là sự đoàn kết, sự tử tế của tình người. Là tinh thần cùng nhau đoàn kết chiến đấu và vượt qua dịch bệnh. Và để lòng tốt ngày càng được lan tỏa, nhân rộng, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Bộ Y tế cùng sự góp sức của cộng đồng thanh thiếu niên đã tạo nên một chiến dịch đầy ý nghĩa mang tên Lòng tốt dễ lây. Đây là Trung Anh, một họa sĩ nhí có tiếng trong cộng đồng hội họa tại Hà Nội. Trong đại dịch COVID-19, cô bé đã thực hiện hàng loạt tác phẩm với những thông điệp về sự nguy hiểm của đại dịch, tác động của nó đến thế giới, cũng như cổ vũ, tri ân những người nơi tuyến đầu chống dịch. Có tranh này, con muốn gửi gắm đến với cộng đồng là đừng có chủ quan với corona và cũng muốn là lòng tốt không chỉ ở có mỗi đại dịch COVID mà sẽ còn mãi. Ngoài đời, Trung Anh không phải là một bạn nhỏ ưa thể hiện mình bằng lời nói, nhưng em hoàn toàn có thể bày tỏ mạnh mẽ cảm xúc và suy nghĩ cá nhân thông qua màu sắc và hình khối. Bức tranh Vòng quay ánh sáng là một ví dụ. Tác phẩm được trao giải đặc biệt trong cuộc thi vẽ tranh, ký họa, minh họa với chủ đề Lòng tốt dễ lây trên Instagram và Facebook. Đây là hoạt động trong chiến dịch truyền thông được UNICEF và Bộ Y tế phát động nhằm xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các bạn trẻ Việt Nam trong và sau đại dịch COVID-19. Ý nghĩa được bạn ấy truyền tải qua bức tranh. Nên là bạn ấy muốn là cái lòng tốt nó như những cái ánh sáng để soi chiếu những ngày tăm tối ở trong mùa dịch. Không chỉ là gắn kết mọi người lại với nhau, những lòng tốt gắn kết lại với nhau, mà còn mong là lòng tốt sẽ chuyển động để giúp cho xã hội này tốt hơn trong tất cả những ngày tháng sau này, không chỉ là trong dịch bệnh. Được phát động từ tháng 5 năm 2020, chiến dịch truyền thông Lòng tốt dễ lây hướng đến mục đích nâng cao vị thế, tiếng nói của thanh thiếu niên thông qua trao đổi thông tin, vẽ tranh, quay video theo quan điểm Chúng tôi nói về chúng tôi. Những bức tranh ấn tượng nhất đã được chọn in trong cuốn sách ảnh cùng tên. Hoạt động chính của chiến dịch là cuộc thi vẽ tranh trên mạng xã hội. Chúng tôi muốn trẻ em và thanh niên gửi những tác phẩm về cuộc sống của họ trong đại dịch như thế nào, và họ có ý tưởng như thế nào và giải pháp ra sao để giúp mọi người vượt qua nó. Không chỉ thể hiện bằng sách ảnh, Lòng tốt dễ lây còn được lan tỏa bằng những thước phim hoạt hình lấy cảm hứng từ nhiều câu chuyện có thật trong đời sống. Thông điệp của chiến dịch là chúng ta sẽ luôn bên nhau. Nếu mỗi người thể hiện lòng tốt và sự tử tế của mình, thì cuộc sống này sẽ trở nên tốt hơn. Mọi người cũng sẽ có thêm niềm tin và động lực để chiến đấu chống lại đại dịch. Dù chiến dịch đã khép lại, nhưng câu chuyện tử tế giữa người và người trong đại dịch vẫn được lan tỏa, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, gắn kết con người lại gần nhau hơn. Những việc làm tốt, dẫu nhỏ bé đến đâu, cũng luôn có sức lan tỏa đối với cộng đồng. Đó chính là thông điệp chủ đạo mà Lòng tốt dễ lây muốn gửi gắm.